chọn rè 265 được mấy chuyến rồi? Dạ. Trước giờ mấy chuyến rồi? Dạ em mời vào hôm qua. Mấy vào hôm qua? Ben. Này nếu nặng không qua được luôn. Sẽ cởi nặng như này qua không vì sao mà người giấm không được luôn. Nấu cháo à. Đất xinh nữa mà. Ôi 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 ôi. Thế bà cũng như một bà. Ôi. Cái này nếu đẩy xe không đi được đâu. Số đất cát nó rung rung rồi. Xe đẹp luôn. Một xe vừa tầm. Xe khoảng 11 tấn.
mấy rổ nữa là hết rồi. Vừa đẹp xe. Phát đẹp vừa tầm. Hôm nay được về sớm rồi.